có bốn hợp âm cơ bản là mi thứ nè, e m, di bát là di số 6. Rồi la trưởng ký hiệu là chữ a, di bát là di số 5. Hợp âm rê trưởng ký hiệu là chữ d, di bát là dây số 4. Và hợp âm si thứ ký hiệu là bm. Hợp âm này nếu mà bạn nào đã tập được chặn thì mình sẽ chặn như thế này, di bát là di số 5. Còn ai chưa tập được chặn thì các bạn có thể bấm như thế này, di bát vẫn là di số 5 luôn. Ở đoạn đầu tiên mình đánh điệu blue là bát móc đập móc, móc đập móc. Bát là tương ứng với từng hợp âm, còn móc tức là mình sẽ móc 3 dây, 3, 2, 1, mình móc lên cùng một lúc. Rồi đập vô dây đàn thì gọi là đập. Mình co tay lại như thế này, mình đập vô dây. Bát móc đập móc, nghỉ móc đập móc. Bát móc đập móc, móc đập móc. Sau đó mình chuyển hợp âm và mình sẽ lặp lại từ đầu công thức. Rồi bây giờ mình sẽ ghép công thức với bốn hợp âm luôn nha. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc. Làm chậm lại nha. Bát móc đập móc, móc đập móc, la trưởng, rê trưởng, si thứ. Và khi mà vào với bài hát á, thì cái hợp âm vào đầu bài mình sẽ đánh bát móc đập, xong rồi mình mới bắt đầu mình hát nha. Còn điệp khúc thì mình sẽ đổi qua quạt ha, là xuống đập lên, lên đập lên. Xuống là mình quạt xuống từ dây bát của mỗi hợp âm trở xuống nè. Và cái xuống đầu tiên á, mình chú trọng vào cái phần vùng dây bát ở trên. Sau đó đập vô dây theo hướng từ trên xuống luôn. Xuống đập. Từ khi mà quạt lên thì mình sẽ quạt lên ba dây chép ở dưới. Xuống đập lên, lên đập lên. 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 Đó, mình cứ làm liên tục như vậy, mỗi hợp âm đánh một lần công thức là được nha.